chị nói hậu nghe. Em đi chơi à, nó đi chơi nhà bạn nó rồi. Nhưng mà chị nói thì coi có nhà có gì nên nói dặn nè, chị dặn đi, chị nói trong thời gian chị nằm viện chị kêu nó có nhà gì đi. Chị nói đây lát nữa là dưới đó thằng hậu nghe hết. Chị cứ nói đây, anh Bảy quay vậy là chị cứ nói đây. Rồi chị hai nói đi. Nói là hậu à, mày lo nhà cửa rồi dọn dẹp rồi mai Bắc Thành còn về hay mày nấm nhang bắt cổ rồi. Chị nói là lát nữa anh Bảy đưa lên. Thành với Bắc Hồ, Bắc Dũng, Bắc Hùng gì đó. À. Hai bác ở nước ngoài đang đây nè. Hiền nói rồi, Hiền nói mẹ nó vô rồi, nói là Hiền ạ. Hiền nó sợ mặt nó lên tới quy nó trốn. Thành ở ở bên Canada hả? Ở Mỹ về nè, ở Mỹ về nè mà chưa về nè còn ghé thăm chị ha, kêu gì hai cô hai ta? Cô hai. Ừ. Rồi. Rồi bác kia bác gì ngủ rồi. Bác Hùng ngủ rồi. Có tivi luôn, lát nữa em cho chị lên tivi thiệt mà. Không biết nói đó. Chị nói gì, chị dặn đứa nhỏ nhà nó coi chị nhà đi. Đâu á, cái gì cái gì. Nói à? Nhà cửa không, chị dặn chứ. Chị là người bệnh nhân, chị dặn chứ. Em đâu dám nói vô cái gì mà. Chị nói được. Chị hứa với nó chị là chị về đi nè, cho nó khỏe. Cho à, bây giờ chị hứa là chị về. Nào bác sĩ sao cho về. Bệnh về. Ờ, bây giờ dặn nó nhà của nhà sao, chứ để nó về nhà đi mệt quá nha. Biết tiền đâu mà ông mướn nhà nó có ai không? Ông đưa cái nhà về lại hay quá ha. Chứ nói ai nói vô cho anh Bảy thôi. Tiếp. Bây giờ biểu nó thắp nhang bắt đầu chưa là không hỏi nữa. Chị có dặn gì đâu, tối rồi dặn có dặn gì nó có nhà gì không nè. Người này nó đi rồi, lên nhà bạn nó chơi rồi. Chị dặn nó đi, đặng cho nó coi, đặng nó biết nó về nè. Kêu đừng đi chơi, kêu về đi coi nhà. Nhà lát bắt thành đường về rồi sao? Một cái hồi nãy mẹ nó nói nó vào. Mẹ nói chưa? Hồi nãy mẹ nó nói thắp nhang thắp khói rồi. Nó thắp rồi. Khi dọn nhà cửa sạch sẽ về bữa nữa là bắt thành về. Vào ừ. Nói vào. Nói đi cho nó nghe. Bắt thành về là bắt thành lì xì. Lì xì nó nhiêu dậu lì xì nhiêu hả? Mà bắt thành lì xì cho chị nhiêu rồi? Hả? Bắt thành lì xì chị nhiêu rồi? 500. 500 gì? 500 đô chứ 500 đô. 500 đô ờ chứ phải nói rõ 500 đô chứ. Chị nói 500 đô nhiều khi tưởng 500 gì Việt Nam chết à. Giờ thằng này không mà có chết đi. À, đó ờ đúng rồi chị nói đi đúng rồi chị nói đi. À, chị hồi chiều chị nói sao chị nói nhờ chú Thành ở từ bên quận Mỹ thường thường gửi tiền về như sao chị nói rồi. Hồi xưa giờ sao chị nói đi rồi chiều chị nói đó. À, nhờ đó. Nhờ ai? Em Thành à. Rồi giờ gửi tiền về lo chị phải không? Cho vợ chứ rồi thì nhờ hồi xưa giờ nhờ chú Thành đi bên đó gửi tiền về lo chị gì rồi giờ vậy chị ráng cố gắng khỏe thôi đúng không? Khỏe là chú chảnh thi giật à. Rồi bước hai ra là Bắc Thành á là cho thằng Hải là 500 đô đi học á. Có mà lấy hết luôn mà không chú chưa chăm chưa chơi bây giờ bà nói là không có tiền làm ở nhà cửa xa tôi nói thôi đi ra ngồi nghệ tôi đưa bà 10 triệu bạc tôi lên lên nước nghỉ tôi kêu thằng Tèo nó cho nó làm cho đó là anh Thành cho thằng Hải 500 để đi học à, đi học không lấy bà không nói không hiền thì chú cái trời nói mà chơi bây giờ sẵn. Chị đưa nó chưa? Chưa. Bây giờ tiền quá bộ bà không có tôi phải đưa bà 10 triệu này. Bệnh hết bệnh thì tôi lên nước nghỉ tôi kêu cái thằng Tèo á. Lẹ. Chú là nó tẩu. Lo xe phải lo chi biết lo cũng gì mà cái nhà khi mà ông ba nó với mẹ nó xuống chờ ở nhà nó chờ chuồng kia mà nó đào thép sập nhà hết chưa. Chị hai, chú Thành đây là thứ mấy của gia đình vậy? Chú Thành nè. Thứ mấy gia đình? Thứ tư là chú Thành bao nhiêu tuổi rồi? Nó tuổi dậu mấy nhiêu tuổi? Năm bốn. Dậu quá rồi, rồi chú Hùng kia tuổi nhiêu tuổi? Tí à? Nó 72. Rồi, mà chú Thành này đi ở bên kia bao nhiêu lâu rồi nay mới về chị biết không? Anh em đi luôn là. Mà đi bao lâu rồi chị, là chú Thành mới về chị biết không? Biết không? Chú Thành đi bên Mỹ lâu lắm rồi mới về mà biết bao nhiêu năm không? Đi về mấy lần rồi? Mấy lần rồi? Về 3-4 lần rồi.
lần này bao lâu mới về đây em? 20 năm. Ừ, chưa. Đi vào năm mấy chị biết không? Năm hầu bà má mất có ông cậu á, dù có dẫn hai anh em đi ở bà ở bên Vũng Tàu ở. Mà chiều chị phải em là bên nội bên ngoại đi Mỹ hết gần 100 người hả? Có 150 người lận. 150 người lận. Có ông ngoài đi đâu? Bà con ngoài đó mà không có ai biết ai. Mỗi tập hợp lại cái Tết này á. Tập hợp cái Tết nó mới biết thôi mà gia đình không ai biết ai. 150 người hả? Hơn nữa. Ừ. Nó xanh nó đẻ ra nhiều lắm. Bên nội ngoại luôn hả? Bên ngoại thì có một vài thôi. Bên nội á, tại ông nội có 10 mấy đứa con, là xanh ra 10 mấy người, 10 mấy người chẳng đi hết. Ở một bên một thứ bang không vô đó hả? Thứ bang đó mà Cali à? Dạ, California. Bên ngoại đó chị. Bên ngoại ai? Ngoại ông ngoại cháu rồi đó. Ông ngoại cháu đâu ai gì? Ông ngoại 7 tí. Ô mấy ông xa, ổng đi đâu quá không biết ổng nữa. Còn nhớ ổng luôn. Đi ngoại đó. Ngoại còn mấy tí nữa. Đi hả? Đi mà không có giờ còn nhớ nữa. Rồi sao quá. Rồi vậy thôi, giữ khỏe nha, giữ sức khỏe nha. Giữ khỏe nha chị, em cúp máy nè, em gửi cho thằng gì, thằng Hậu nha. Rồi.